Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh Đi Qua Thu Hình à. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác mình cái lô 5 chiếc này rất là đẹp luôn anh em ha. Size đa số là size lớn dành cho mấy anh em mình tay vừa tay lớn ạ. Anh em thích mẫu nào vui lòng xem kỹ mô tả của em mình anh em nha. Liên hệ em số điện thoại 0768632039. Các cái hãng ở đây đều là các cái hãng rất là tốt anh em ha, và cũng tương đối là hiếm hàng anh em nha. Ok, em đi vô giới thiệu luôn anh em nha. Chiếc đầu tiên là chiếc Cabin de Zucca anh em nha. Cái hiệu này làm toàn là độc lạ anh em ha, và rất là xịn anh em ha. Nó toàn chạy máy Seiko thôi nha. Thép đúc anh em nha, mạ vàng trên thép, size to mà đặc biệt nó có cái vòng trong này ha. Cái vòng này là để anh em mình chỉnh giờ thế giới anh em nha, chứ không phải là nó chỉ xoay xoay cho vui anh em ha. Đó. Nói chung thì mình để cái múi giờ nó trên mấy kim giờ, cái múi giờ mình đang cần nó trên kim giờ bao nhiêu tiếng nè. Rồi sau đó thì mình sẽ dựa vô cái đó để mình xem được một cái múi giờ tiếp theo mà mình cần set anh em ha. Nước vàng rất là đẹp luôn. Nói chung Zucca không bao giờ làm cho anh em mình thất vọng đâu anh em ha. Size tròn nó 42.5 nha, càng của nó thì 48. Có một cái núm để xoay niên. Còn bên này thì hai lịch ha, kim có dạ quang rất là đẹp. Cái dây này nó không có chữ Zucca nên nha, mà dây này của máy Nhật gắn anh em ha. Thép đúc ạ. Dây kiểu khâu tay anh em ha, đẹp ha. Dây da thật, bên trong nó hơi có tróc tróc tí xíu thôi, không đáng kể anh em nha. Lên tay còn đẹp. Chiếc này bán 800.000 nha. Chiếc này thì quá xuất sắc rồi ha, anh em tay vừa tay lớn đều ok. Ok, chiếc thứ hai là chiếc Orobianco anh em nha. Cái hiệu này thì quá vip rồi anh em ha, thương hiệu của Ý anh em nha. Đồ mới rất là cao luôn, dây khóa zin anh em ha, dây dù, cái đáy này nè, cái đáy siêu uy tín luôn, thép đúc nha. Núm nè ha. Con này đồ mới rất cao luôn ạ. Size to nha, size 40. Càng của nó là 50 nha. Có một ổ cự lịch anh em ha, kim cọc có dạ quang luôn. Con này quá xuất sắc anh em ha, rất là mới đẹp. Khóa này anh em nha. Dây này cũng dây zin anh em ha. Dây này cũng chưa xài nhiều tại vì dây dù xài nhiều đôi khi nó cũng hơi bẩn anh em về cần giặt ha. Chiếc này cũng chắc cũng chưa cần giặt đâu. Quá đẹp luôn ạ. Nặng trịch luôn anh em nha. Thương hiệu này giá mới nó cực kỳ cao luôn anh em ha. Anh em mình mà bỏ tiền mua giá mới thì chắc cũng phải ít nhất gấp 5 lần giá này anh em ha. Chiếc số 2 này em bán 750 thôi nha. Cực tốt cho anh em mình luôn. Chiếc số 3 là chiếc Vida anh em nha. Chiếc này nó cũng zin hết cả dây cả vỏ luôn ha. Dây thì dây da bò xịn. Vỏ thì vỏ thép đúc nha, thép đúc, size rất là to luôn em ha, size 48 nha, anh em mình tay vừa tay lớn đeo con này đẹp ha, dây zin cũng đẹp lắm ha, dây zin này còn rất là ok luôn, cái này bán 600.000 anh em nha, cọc số thì nó cố ý ghi ngược anh em ha, cách điều cá tính rất là đẹp luôn, số 3 600.000 ạ, chiếc số 4 là chiếc Newman anh em nha, con này form oval ha, thùng rượu ha, hoặc là quả trám gì đó anh em nha. Anh em có nhiều tên gọi của cái form này ha. Newman, con này là của New York anh em nha. Có lịch lọc góc 9, góc 6 giờ. Mặt trái tia cực đẹp luôn. Nguyên cục thép luôn anh em ha. Size 35 nha. Càng của nó là 53 anh em ha. Dây này nó ghi made in Italy ha. Thép đúc này. Nó không có dập chữ Newman nhưng mà cũng khả năng dây rin cao anh em nha. Dây sản xuất tại Ý luôn anh em ha. Dây da bò sản xuất tại Ý. Cặp dây cực kỳ chất lượng luôn. Chiếc này lên tay thì tuyệt vời rồi. Form này form rất là hot dành cho mấy anh em trai mình ha. Chiếc số 4 này bán 450 nha. Chiếc số 5 là chiếc Armitron này nha. Cái con này form rất là đẹp luôn. Nó có viên diamond góc 12 giờ này nha. Chiếc này thì nó là máy thủy này mà. Tuy nó lắp ở Thái Lan nhưng mà máy thủy này rất là tốt này nha. Máy thủy trắng ha. Nước vàng của nó thì anh em thấy mấy cái viền nó hơi có sờn nhẹ tí ngay mấy cái góc này nè anh em ha. Đây nè, tí xíu này thôi ha. Chiếc này em bán 300.000 nha, em thay dây da bò khóa inox mới này, form cực đẹp luôn ạ. Size này size nam anh em nha, bộ càng rất đẹp luôn. Chiếc này size ngang của nó là 25.5 nha, càng của nó là 41.5 ở đầu dây 18 anh em nha. Chiếc số 5 này em bán 300.000 nha. Ok, em vừa giới thiệu với anh em mình 5 mẫu rất là đẹp dành cho mấy anh em nam mình ha. Anh em yêu thích mẫu nào vui lòng xem kỹ mô tả nha. Liên hệ em số điện thoại 0768632039 nha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều ạ. Hẹn anh chị em mình ở clip tiếp theo ạ.